Tối ngày 10 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ phát động trực tuyến toàn quốc chương trình Sống và Máy tính cho em. Chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức. Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ, có các đồng chí Trần Diệc Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố kiêm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ. Theo kế hoạch dự kiến, chương trình Sống và Máy tính cho em có 3 nội dung trong tháng 9 năm 2021 sẽ phủ sóng toàn bộ 283 điểm chưa có kết nối Internet di động tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và đang tổ chức học trực tuyến. Trong năm 2021, phủ sóng toàn bộ 1.910 điểm chưa kết nối Internet di động trên toàn quốc sẽ hỗ trợ máy tính học trực tuyến cho học sinh theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 trong năm 2021 dự kiến quy động 1 triệu máy tính cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên toàn quốc, ưu tiên các địa phương thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện học trực tuyến. Giai đoạn 2 từ năm 2022 đến năm 2023 tiếp tục phát động chương trình để quy động mọi nguồn lực trong xã hội để 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo có máy tính học trực tuyến. Các hỗ trợ khác như miễn phí 100% cước Internet và sử dụng các nền tảng dạy học trực tuyến Việt Nam đã được công bố. Tại lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các địa phương, cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp mạnh thường quân cùng chung tay hỗ trợ máy tính, băng thông Internet giá rẻ với các nền tảng dạy học từ xa để học sinh khó khăn, các em ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo thiếu điều kiện được học tập ngang bằng với những học sinh vùng khác. Quyết tâm không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau do dịch bệnh, hoàn cảnh khó khăn. Tại lễ phát động đã tiếp nhận trên 1 triệu máy tính với tổng trị giá hơn 2.500 tỷ đồng do các tập đoàn doanh nghiệp tài trợ.